Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube. Trong video hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn bộ cờ lê rất đặc biệt mà không có chút gì đặc biệt cả. Và xem chi tiết như thế nào thì các bạn xem tiếp video này của mình nhé. Đây là bộ cờ lê vòng miệng mà mình đang chuẩn bị giới thiệu với các bạn với model là 517080, gồm có 10 chiếc, giải thao tác từ 8 đến 22mm và có cả mã vạch để cho các bạn có thể check được hàng chính hãng thông qua app của Kaetun. Đây, bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem bên trong của bộ cờ lê. Đây là bộ cờ lê vòng miệng. Như các bạn có thể thấy là rất đặc biệt mà chẳng có gì đặc biệt cả. Từ quy cách đóng gói này đến bao bì sản phẩm, nó cũng rất là đơn giản và tối giản nhất. Để thứ nhất là tiết kiệm được cái chi phí sản xuất. Thứ hai là giá thành của bộ cờ lê này cho người dùng sẽ được là tốt nhất. Bình thường thì mình hay giới thiệu đến các bạn những cái bộ cờ lê mà được đựng trong những cái túi hoặc là những cái hộp màu đen hoặc màu đỏ, màu chủ đạo của Kaetun. Và mỗi cái thanh cờ lê này đều được cài trong một thang cài riêng nhất định. Nhưng mà bộ này thì gồm có giải thao tác là từ 8mm cho đến là 22mm và được xếp khít chồng lên nhau bằng một cái dây khít như thế này. Nó rất là tối giản. Bộ cờ lê này thì gồm một đầu tròng và một đầu miệng. Về cấu tạo vật lý thì nó rất là tương đồng với lại những cái cờ lê mà mình đã giới thiệu trước với các bạn. Bộ cờ lê này thì rất thích hợp với lại những cái bác nào mà đã có sẵn những cái bộ tủ đồ nghề sẵn và mua cái bộ cờ lê này về để sử dụng và bảo quản trong cái bộ dụng cụ đấy. Còn những cái bác nào mà thích dùng những cái hàng eo vừa vậy thì có thể mua những cái hàng này và không quan tâm gì đến cái mẫu mã về bao bì sản phẩm. Thì đây chính là những cái bộ cờ lê mà chất lượng nhất mà các bác nên dùng. Tuy là được đóng gói rất là đơn giản như thế này, nhưng mà về đây là những cái chiếc cờ lê vòng miệng của Kaetun vẫn là chuẩn xác nhất và đạt những cái tiêu chuẩn của Kaetun. Tại sao mình lại nói như vậy? Thì bộ cờ lê này chính là những cái chiếc cờ lê ở trong bộ cờ lê 517-0043 mà mình đã giới thiệu với các bạn trước đó. Đấy. Về giá thành cũng như là về chi tiết từng chiếc cờ lê một thì các bạn có thể truy cập vào cái link ở bên dưới cái video này thì các bạn có thể xem, và về giá thành thì có thể liên hệ với hotline ở bên dưới màn hình để được hỗ trợ.